Xin kính chào tất cả các quý anh chị nhà đầu tư. Thì hôm nay chúng ta thị trường của chúng ta thực sự là giảm điểm rất là mạnh. Đúng như kiểu từ 6 tuần trước nhưng mà mạnh hơn rất là nhiều. Đó. Hôm nay thị trường bốc hơi 45 điểm với một cái thanh khoản cao kỷ lục. Đây là một cái phiên tắm máu dã man so với hôm thứ sáu ngày hôm trước. Thứ sáu ngày hôm trước của tuần trước thì khi mà thị trường cũng giảm điểm khá là sâu, nhưng mà lại có dòng tiền đỡ giá đó, nên là thị trường của chúng ta vẫn có thể ngóc lên được. Nhưng mà hôm nay thị trường giảm điểm với một cái số điểm khá là cao, có lúc lên tới 58 điểm, nhưng mà cũng đã kéo lại và bốc hơi với chỉ 45 điểm so với cái ngày hôm qua, tương ứng với cái mức giảm là 3,03%. Cái khối lượng giao dịch hôm nay lên tới 1 tỷ 200 triệu cổ phiếu, đạt cái mức thanh khoản kỷ lục là 38.000 tỷ, với một cái cây vun cao nhất nhì lịch sử này anh chị ạ. Đó, anh chị có thể thấy với cái số mã giảm áp đảo gấp 4 lần so với cái số mã tăng. Đây anh chị có thể nhìn thấy với 302 mã giảm chiếm 74,2%, 0,02% với so với 75 mã tăng. Đó, còn lại là 31 mã không đổi so với giá tham chiếu. Đó. Thì hôm nay các mã chứng khoán chiếm cái số mã xanh khá là nhiều. Đó. Em có thể chuyển sang cái tab chứng khoán cho chị. Đó. Chỉ hôm nay những cái mã chứng khoán mới đạt cái mã tăng nhiều thôi, còn tất cả các nhóm ngành khác đều chìm trong sắc đỏ. Đó. Chủ yếu các mã trần hôm nay nó là các mã penny anh chị nhá. Đó. Và các mã trong chứng khoán này. Đấy, thì cũng như em đã nhận định ở những cái video gần đây thì cái kịch bản này là cái kịch bản đã được chúng ta lường trước khá là lâu, là thị trường sẽ đạp thủng cái vùng hỗ trợ 1330 này. Đó, đạp thủng hỗ trợ luôn. Và nay nó cũng đã xảy đến với thị trường của chúng ta. Rung lắc trong phiên là rất là mạnh. Em có thể về cái chart 3 phút cho anh chị theo dõi. Đây, trong phiên của chúng ta, thị trường chúng ta rung lắc rất là mạnh. Thị trường của chúng ta đang theo chiều hướng đi xuống một cái cách khá là rõ ràng. Đó, có những cái thời điểm thị trường đã rơi đến 58 điểm. Lượng cầu hôm nay vào bắt đáy là yếu và không đủ mạnh nên không thể đỡ được thị trường và phục vực cái thị trường của chúng ta lên được. Thì thị trường hiện tại em đánh giá đang khá là xấu và bị lợi dụng khá là nhiều. Đấy, vì nó bị lợi dụng ở đâu và cái yếu tố tại sao lại có những cái phiên giảm điểm mạnh như thế này? Đó, những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của các anh chị nhà đầu tư? Liệu chúng ta có cơ hội nào trong thời gian sắp tới không? Thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích anh chị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái yếu tố tiêu cực và cũng là cái nguyên nhân thị trường bị đạp mạnh vào ngày hôm nay, và cũng là cái nguyên nhân tại sao em nói là thị trường của chúng ta đang bị lợi dụng. Đó. Thứ nhất là hôm nay một cái số cái thông tin đưa ra chưa được xác thực, đó là thành phố Hồ Chí Minh sẽ lockdown và đóng cửa toàn thành phố từ ngày 23 tháng 8. Đó. Không cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài nhiều. Đó. Và hầu như là không được ra ngoài luôn, đóng cửa cả chợ, cả siêu thị. Đấy. Thì thực sự cái thông tin chưa xác thực này nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Có thể các nhà cái và các nhà tạo lập cũng sẽ vịn vào cái yếu tố này để tiếp tục đạp thị trường đi xuống. Nhưng nó đã làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của các nhà đầu tư của chúng ta, khiến cái áp lực bán tháo của thị trường xảy ra trên cái diện rộng. Và 2 ngày cuối tuần, liệu chính phủ còn áp dụng biện pháp gì cho Sài Gòn hay không thì chúng ta cũng không thể lường trước được. Đó. Các anh chị nên nhớ là chúng ta chỉ quan tâm và theo dõi những cái thông tin xác thực trên các cái cơ quan báo đài chính thống. Nếu chẳng may có cái hiện tượng thiên nga đen xuất hiện như trước đây, có nghĩa là các thông tin như là đại dịch và lockdown nó đến một cái cách bất ngờ thì lúc đó chúng ta mới sợ hãi với những cái thông tin của báo đài thôi anh chị nhé. Đó, và chúng ta không 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 nên quá tin vào những cái thông tin mà chưa được các cơ quan chính thống xác thực. Đó. Cái nguyên nhân thứ hai là sự giảm điểm mạnh của thị trường hôm nay đa phần đến từ yếu tố margin. Đó, anh chị có thể thấy là khi margin hiện nay đang khá là căng. Đó. Mình có 600 cổ thì mình có thể dùng margin để có 1.200 cổ. Thế nên là các công ty chứng khoán đang siết lại cái margin và đã phải hạ margin xuống. Mà cái cách hạ nhanh nhất và hiệu quả nhất để hạ margin xuống đó là đạp thị trường xuống sâu như thế này, giống như cái phiên ngày hôm nay. Đó, đó là cái nguyên nhân thứ hai mà em nhận định. Thì các anh chị có thể thấy là tầm 10 rưỡi sáng hôm nay, để em chuyển vào cái chart 3 phút cho anh chị có thể theo dõi dễ hơn. Đó, đây
cái tầm 10 rưỡi hôm nay, thị trường của chúng ta vẫn hồi được vào cái vùng 1360 này, thì nhiều nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng là đến cái phiên chiều nay thị trường của chúng ta vẫn sẽ hồi về được. Nhưng không, đầu giờ chiều nay em đã bắt buộc các nhà đầu tư trong cái danh trong cái room của em phải bán bớt ra và hạ tỷ trọng. Đó, đây, em có thể cho anh chị thấy đây. Đầu giờ chiều nay hiện tại thị trường của chúng ta đang có lực đỡ này. Đó. Và còn cách 5 điểm nữa này, đa phần các mã cổ phiếu đang nằm ở vị thế có lời này, nên theo em là chúng ta nên quan sát. Nếu thủng 1337 chúng ta sẽ chốt lời này. Đó. Vì sao lại như vậy? Vì sao em lại cho các nhà đầu tư ở bên em hạ tỷ trọng? Đó. Vì sao? Vì anh chị có thể thấy là gần đây có rất nhiều cái mã cổ phiếu mà nó tăng phi mã luôn, tăng tốc luôn. Đấy. Tăng tốc luôn, tăng rất là nhanh. Nhiều người còn khoe lãi trên các cái kênh YouTube và các cái nhóm chứng khoán, rất nhiều người khoe lãi, người người khoe lãi, nhà nhà khoe lãi. Cái khối lượng giao dịch cũng tăng cao. Anh chị có thể thấy. Đây, em chuyển về chart một ngày. Đây, cái khối lượng giao dịch này xuống này lại lại tăng lên rất là cao này. Đó. Nhưng thị trường của chúng ta vẫn đang ở một cái giai đoạn tích lũy, thì cho thấy thị trường của chúng ta đang trao đổi hàng hóa ở cái giai đoạn này. Đó. Và em cũng đã nói rất nhiều cho các nhà anh chị đầu tư của em, đó là cái khối lượng giao dịch trong nước đang khá là nhiều, cái khối ngoại và cái khối tự doanh cũng đang cơ cấu bán rất là nhiều. Chính vì đó chúng ta nhìn nhận được cái điều này, thì chúng ta phải hiểu được là bây giờ chúng ta nên dừng lại và quan sát xem chúng ta có đứng ở trong cái số đông đó không. Đó. Và yếu tố tiếp theo nữa là gì? Là em như nhà là em đã nói ở trên là rất nhiều cổ phiếu của chúng ta có sự nhúng tay của nhà cái. Đấy. Nhà cái để tạo đỉnh cũng như là phi tốc lên, nên mọi người phải phải luôn quan sát và cầm chừng để ý cái điểm cắt lỗ và chặn lãi của chúng ta. Đấy. Không để đến cái trường hợp là nước đến chân mới nhảy. Đấy. Thì nhìn tổng quan về thị trường thì theo em thị trường hiện tại tuần sau có khả năng là một tuần tiếp tục của sự giảm điểm. Có thể sẽ không giữ được cái vùng nền 1320 này như em đã vẽ cho anh chị, và khả năng xấu hơn nữa là thị trường có thể đạp về cái vùng 1300 này. Đó. Đấy, để set up một cái nền mới đánh để thị trường có thể đánh lên. Hiện tại thì để nhìn thấy cái điều này thì chúng ta có thể dùng cái chỉ báo kỹ thuật là Fibonacci này. Đấy, để chúng ta có thể nhìn thấy cái vùng kháng cự và hỗ trợ của thị trường. Đây. Có thể thị trường sẽ thủng vùng 1300 xuống đến một vùng 1300 này. Đó. Vâng, đấy chúng ta có thể nhìn thấy thấy thị trường có thể quay về cái vùng hỗ trợ 1300 này nếu như cái phiên giao dịch đầu tuần sau vào thứ hai tiếp tục là phiên bị bán mạnh. Đó. Thì cái kịch bản tốt nhất là thị trường của chúng ta đầu phiên thứ hai là một cái phiên thị trường đỏ và giảm, sau đó đến cái phiên chiều lượng sẽ có cái lượng tiền vào để hấp thụ dần. Thì khi đó chúng ta sẽ xác nhận được một cái xu hướng hồi ngắn hạn. Còn khi mà thị trường chúng ta hoảng loạn, liên tục bán và mở gap, thì khi đó chúng ta nên cảnh giác và cẩn thận anh chị nhé. Em cũng xin nhắc lại là thị trường của chúng ta đang hồi phục sau cái đà giảm mạnh, nên cái xu hướng trong tương lai kể cả có đạp về cái vùng hỗ trợ sâu hơn nữa thì chúng ta vẫn hy vọng thị trường sẽ hồi phục mạnh mẽ, vì trong giảm sẽ có tăng đúng không anh chị? Đấy. Trong trong lúc giảm thì sẽ có tăng và trong tăng thì cũng sẽ có giảm. Và tiếp theo là xét về cái yếu tố nhóm ngành. Toàn bộ các nhóm ngành trên thị trường đánh dấu cái phiên cuối tuần của chúng ta khá tiêu cực, khi mà tất cả các nhóm ngành trong cái phiên hôm nay đều kết phiên với một cái màu đỏ. Đó, anh chị nhìn đây, nhúng đỏ luôn. Đó, chứng khoán thì có thể khá hơn một tí, nhưng mà ngân hàng hôm nay đây, ngân hàng hôm nay bị điều chỉnh rất là mạnh, mặc dù cuối phiên đã xuất hiện những cái cây nến rút chân. Đó. Đó. Chứng tỏ vẫn có một lượng tiền nào đó vào để đẩy giá đi lên, nhưng mà thực sự là không đủ với hôm nay, bởi vì hôm nay thị trường đạp quá mạnh. Đó. Toàn bộ các nhóm ngành của chúng ta kết phiên với một cái màu đỏ như này, chứng khoán thì khá hơn một tí. Ngành chứng khoán hôm nay theo em theo dõi thì chỉ giảm khoảng 0,6% thôi. Đó. Và là ngành ít bị tác động nhất trong ngày hôm nay. Vẫn có một cái số mã ở cái nhóm này tăng trưởng tích cực như là APG hôm nay tăng trần này. Đó. DSC này. Đó. Hình như là EVS hôm nay cũng tăng 7% này. Đó.
Còn lại thì toàn bộ các ngành trên thị trường cũng hôm nay cũng thực sự là một có một cái phiên nhuốm đỏ luôn. Còn cái rổ VN30 thì sao? Đây, rổ VN30 hầu như là đỏ toàn bộ. VN30 có 27 mã giảm, một mã đứng giá và chỉ có hai mã tăng giá. Dẫn đầu đà giảm trong cái nhóm VN30 này vẫn là con VIX với mức giảm gần 5%. Vâng, họ nhà Vin luôn mang đến cho chúng ta cái sự thót tim khi mà vừa mấy hôm trước VIX kéo thị trường này đã bất ngờ giảm rất là sâu, đặc biệt các cổ phiếu trụ khác trong cái rổ VN30 như là HPG, TCB, VHM, STB và ACB với DIG đồng loạt giảm mạnh với các lệnh bán được khớp lên tới 1 triệu cổ vào lúc khoảng 11 giờ 18 trưa. Đây em có thể show luôn cho anh chị nhìn. Ví dụ con HPG này. 11 giờ 18 trưa nay. Anh chị đợi em một chút nhé. Đây anh chị hôm nay có thể nhìn thấy này. Anh chị đợi em một chút ạ. Đây 11 giờ 18 đây, một lệnh này 1 triệu 700 cổ này. Đó. Đây, 11 giờ 07 này bán 1 triệu 152 cổ đây. Đó. Và tương tự con TCB con VHM. Đây cả con VHM nữa. Anh chị có thể nhìn thấy. Đó, VHM cũng bán rất là nhiều. Đó, còn ở thời điểm hiện tại, khuyến nghị của em dành cho các quý anh chị nhà đầu tư trong khuynh hướng sắp tới là chúng ta nên quan sát thị trường thật kỹ vào cái phiên thứ hai tuần tới, giữ vững tâm lý, tránh cái hiệu ứng FOMO và tránh việc mua đi bán lại. Chúng ta cũng cần phải chịu thiệt thòi một chút để có thể giữ vững, để có thể đứng vững trong cái thị trường chứng khoán này anh chị nhé. Vì chứng khoán không phải là chúng ta đầu tư ngày một ngày hai gì cả. Đó, chúng ta có thể lướt cũng được nhưng mà cái tâm lý chúng ta cần phải giữ thật là vững. Đó, và hạn chế tối đa sử dụng margin trong thời gian này anh chị nhé, hạn chế tối đa. Ngoài ra thì em cũng đang canh một cái số cái mã thuộc dòng chứng khoán và cái dòng ngân hàng đang có cái sự điều chỉnh tốt, chưa chưa gãy đà tăng. Đó, đang chờ những cái phiên test lại nền và chạy đà để tham gia vào với một cái vị thế tương đối an toàn anh chị nhé. Thì dịch bệnh thế này thì cái tiền đổ vào các công ty chứng khoán thì các công ty chứng khoán được cái hưởng lợi cũng là một trong những cái điều dễ hiểu thôi. Đó, đây em có thể chuyển sang cái tab chứng khoán cho anh chị nhìn. Đây hôm nay chứng khoán vẫn cứ là có nhiều mã xanh, còn có cả những cái mã tăng trần luôn. Đấy. Ví dụ như hôm nay đây HCM chẳng hạn này. HCM thì hôm nay nó vẫn giữ được một cái nhịp tăng điểm này. Đó. Những cái cổ phiếu mà nó đi ngược thị trường thế này thì thường là những cái cổ phiếu mạnh anh chị nhá. Đó, mà khi mà thị trường đã lao đầu giảm điểm như thế mà những cái cổ phiếu này nó vẫn có thể tăng điểm với một cái vốn khá là lớn này thì đây đây cũng đây là dấu hiệu nhận biết của những cái cổ phiếu khỏe anh chị nhá. Đây ví dụ như CTS này, hôm nay cũng tạo một cái cây nến rút chân khá là dài này, chứng tỏ lực lực mua vào cũng cũng khá là mạnh. Đâu nhỉ? Còn mấy được đây, con này cũng là một cái con được nhắc tới rất nhiều trong cái thời gian mấy cái video gần đây em nhận định này. VIX thì cũng mới thoát khỏi cái xu hướng giảm thôi. Đầu phiên buổi sáng thì kéo một phát trần mở gap, đến cái cuối cái phiên thì VIX cũng nhúng lại về lấp lại cái phần gap nhưng cũng rút chân lại rồi. Đây anh chị có thể thấy đây. Đó. Vòn cũng khá lớn này, vòn bán khá lớn này, cộng với lại VIX đang chạm lại về cái vùng kháng cự của nó là cái vùng này. Đó. Thì em đánh giá VIX cũng chưa phải là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta canh sale vào những cái thời điểm này để chúng ta mua được đâu anh chị nhá. Đó, bởi vì thị trường của chúng ta vẫn cần phải quan sát mà. Thị trường hôm nay đến đến FN còn phải sợ chứ không nói gì đến F0 như như có nhiều anh chị mới tham gia. Thị trường nó chơi thế này thì chả ai chơi được. Chắc chắn là trong cái thời gian tới nó cũng sẽ cùng lắm thì nó sẽ đạp về 1320, 1.300 để nó xây lại nền, nó đánh lên thôi. Đấy.
Đó. Thì hôm nay cũng là cái ngày cuối tuần rồi, thì chúng ta cũng đã gọi là đứng ngồi không yên so với cái thị trường ngày hôm nay rồi. Nên là anh chị cũng nên nghỉ ngơi cuối tuần và chuẩn bị tâm lý cho một cái phiên của tuần tới. Các anh chị ở vùng dịch thì cũng chú ý giữ gìn sức khỏe. Chúng ta hạn hạn chế ra ngoài anh chị nhá, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Một lần nữa thì em cũng xin kính chúc tất cả các quý anh chị nhà đầu tư một cuối tuần an lành, giữ gìn sức khỏe để có thể đồng hành cùng em trong cái thời gian sắp tới anh chị nhá. À, hôm nay em cũng kết thúc cái video nhận định thị trường của em ngày hôm nay tại đây. À, em xin kính chào và tạm biệt các quý anh chị, hẹn quý anh chị trong một tuần mới của chúng ta sắp tới với những cái tín hiệu tích cực anh chị nhá.